Hello, xin chào những anh em nha. Shop shopsexhang.vn đang có chương trình khuyến mãi nhân 2 khi nạp thẻ cào. Khi anh em nạp thẻ vào còn nhận được lượt quay kim cương miễn phí và có rất nhiều ưu đãi dành cho anh em luôn. Nick Wi-Fi giảm giá cực sốc chỉ có tại shopsexhang.vn. Link shop mình có để dưới phần mô tả và comment nha. Kiếp giang hồ, cuộc đời anh ba tấm chém. Ok, hello, xin chào anh em nha. Hôm nay thì ga cái tấm logistics quyền này cũng mấy ngày nay rồi. Đấy, hôm nay ga Lê Khang mới có dịp vào quay cho anh em xem để tốn bao nhiêu kim cương mới được cái tấm này nha. Tấm này mình vân có nên quay hay không, cho nên bây giờ mình mới quay nữa mà. Cỡ mấy ngày mình đánh giá cái tấm này tỷ lệ đẹp nó là 70/100 anh em à. Ok, thì mình tua nhanh cho anh em đỡ chờ nha. Trời, quay tới giờ 1000 kim cương rồi, chưa dính gì luôn anh em. Đấy, qua đây để mình thử vận may đã. Ui, vô quay súng rồi chơi. Ui trời ơi, dính mà 24 dính diễn luôn. Ôi, lâu vô quay mồi dính luôn anh em à. Ấy, lâu anh em quay phải qua cái vòng quay khác để anh em quay nha. Để có gì lấy lại. Ui, anh em thấy không? Đưa được một mảnh thôi anh em ơi. Anh em phải được 7 huy hiệu anh em à. Ui trời, 2 huy hiệu liên tục nè. Ui, may mắn. Ui trời ơi là trời. Đây, ok. Để mình xả tiếp tục anh em à. Ui trời, mình 24 kim cương không biết dính được cái 5 tấm này không nữa. Còn 700 kim cương thôi anh em à. Ui trời, 3 mảnh nữa nè. Ui, má gần 2 kim cương mới được 3 mảnh anh em à. Căng vậy, còn 4 mảnh nữa. Ui trời, 4 huy hiệu nữa anh em ơi. Đấy, mấy anh em mỗi lần được quay anh em sẽ được một cái món quà riêng nha. Đây, ok. Ui gần hết kim cương rồi. Đây, 4 mảnh thôi. Ui rồi, 4 huy hiệu rồi, 4 huy hiệu rồi. Thấy toàn dính mấy cái đầu cũ thôi anh em à. Hết kim cương rồi anh em ơi, còn cái 53 kim cương thôi. Mẹ quầy căng quái liền luôn. Ok, thì anh Đi Khang mới nạp trong shop Đi Khang.vn mới rút ra, mới quay được 4.500 kim cương anh em ơi. Trời ơi, vào tiếp tục quay thôi. Mình không, ê, được nạp 4.500 kim cương nè. Và quay tiếp tục thôi anh em ơi. Thì mình không có quay cái lúc mà mình vào shop quay thì nó hơi tốn thời gian anh em à. Ok, thì mình vào quay thôi. Đấy, vào quay tiếp tục quay. Ui rồi, được cái lũ đạn rồi anh em. Ui nãy giờ được bao nhiêu, tốn bao nhiêu mà 2.400, 2.500, 2.600 kim cương rồi mới được có 4 hiệu. Ui trời, 5 hiệu anh em ơi. Ui 5 hiệu rồi. Ui quay tiếp tục thôi. Xả tiếp anh em à. Má, anh em coi kim cương cái giật kìa. Ui trời ơi, đau chưa. Ui rồi, 6 hiệu rồi. Ok. Ấy, ok, xả tiếp tục anh em à. Má, căng quá rồi. Quay 2.000 kim cương nữa là 4.000 kim cương. Ui đây bắt cuối trời, dính anh em à. Để coi 4.000 kim cương anh em à. Ôi, để coi 4.000 mấy chứ, 4.400 kim cương. Oh my god, trời ơi, 4.400 kim cương cho một cái nắm đấm này. Trời ơi, gần hơn 500.000 anh em. 600-700.000, 700-800.000. Nhưng mà Đi Khang không sao, anh em vào shop dkhang.vn quay là có kim cương ngay chứ mà. Lên shop mình để vào mô tả và comment nha. Ok, đổi thôi, má căng quá anh em ơi. Vậy cái nắm đấm này cũng khá độc lạ anh em. Nhìn nó độc lạ bình dương quá anh em à. Nhìn chưa được bao giờ đụng hàng nắm nữa hết trơn á. Ok, vào test thôi anh em ơi. Vào thôi. Ok, hello, xin chào anh em nha. À, đầu video anh em cũng thấy mình quay cái nắm quá căng luôn. Đấy, anh em cũng thấy mình đang cầm nắm trên tay. Nó thì nó không có màu mè cho lắm anh em ơi. Nhìn nó cũng có một cái đấm trắng bạc thôi anh em à. Đấy, có cộng dây xích quấn quanh cái tay thôi. Ok, thì quay trận xua quá siêu kinh điển của Đi Khang nha. Đấy, thì nắm đấm nó mình lúc đầu mình quay là 2.300 kim cương, 2.400 kim cương, được 4 mảnh, 4 cái huy hiệu. Lần sau mình nạp vô 4.300 kim cương nữa, 4.400 kim cương nữa. Rồi mình quay hết 2.000 kim cương nữa, mình được mới được 3 mảnh tiếp tục. Đấy, vậy là mình tốn khoảng 4.400 kim cương nhưng mà. Má, cái nắm đấm mắc nhất từ xưa đến giờ mình lấy luôn anh em. Có lúc trước cái nắm đấm mình lấy 2.500 kim cương là mắc nhất, mà bây giờ cái nắm đấm này 4.500 kim cương. Quá là căng thôi nhưng mà anh em nào giàu hãy lấy nha, có điều kiện cực kỳ, có điều kiện hãy lấy nha. Nhưng mà anh em vào shop dkhang.vn quay rồi nạp kim cương nó dễ lấy hơn nha anh em ơi. Đấy, vào shop dkhang.vn quay lấy kim cương sẽ ngon, nhanh gọn lẹ hơn anh em à. Ok, quay trận đấu thôi. Úi giời, nãy Đi Khang bắn 4 thằng rồi nè. Thì bộ đồ này anh em cũng thấy treo bờ chưa có ai có luôn anh em à. Bộ đồ Đi Khang đang mặc nè. Trời ơi, bộ đồ này quá là hiếm nha anh em, chứ đừng có đùa nha. Ok, gạt thôi anh em ơi. Đấy, thì 5 kill rồi, bộ đồ này bộ là bộ đồ thỏa rồi đấy anh em à. Mình quên rồi, kể đi. Ok, gạt luôn. Thì hôm nay Đi Khang đổi gió cầm 1887 lôi nộ nha anh em. Thì khẩu lôi nộ này từ từ để mình xử lý cái đạn, chứ mà có người nè. Lách vô. Đây còn tấm 7 gạt, bắn ui 2 viên hụt rồi. Ok, gài đạn nè, lách ra nè. Rồi xong, nóc 1. Ui con này bắn nhanh quá anh em ơi. Phê quá, con này bắn đã quá. Ui lui về. À, được mày nè. Ui thằng này biết chơi, thằng này dân chơi anh em ơi. Đặt keo lui về cái đã. Lấy cái góc cái. Vô cái góc hẹp này căng lắm anh em ơi. Cầm 1 tấm 7 này vô cái góc hẹp này căng lắm.
Ok đây nè, nhảy qua. Ô, bên phải. À, nhảy vô nhà tiếp à. Chô ông lờ mất rồi, hãy đi nhảy bên phải nè em. Hai viên đặt keo. Ui trời, cùng thằng này thôi. Còn bạn nữ thôi em ơi. Ok, ra đây, gạt chân luôn cái đã. Gạt luôn. À, chà, hình viên này để mình từ anh em không gấp như thằng này hàng cuối chắc rồi. Anh em bắn từ rồi. Đây bên phải mình nè. Mày xuống đây ke đầu đâu hả? Ui giời, anh đi biết chơi với anh em. Ê, anh ke đầu mình chưa anh em à? Ê, thấy không? Nó nhựa không kìa. Không, từ, không vội anh em ơi. Cẩn thận một tí. Anh em nên cẩn thận một tí nha. Không vội, có khi chết là chơi là trận mới mệt lắm đấy. Đấy, anh em thấy không? Cái vai đấy anh em đừng có lách ra nha. Tại vì đừng lách ra bắn nha. Tại vì thằng địch nó ke anh em sẵn rồi. Ui rồi, mấy chạy lên cái chỗ thính này đông vậy. Ui rồi đông vậy. Từ hả? Anh đi mấy anh đi thấy thỏ đình đang hiếp thỏ các bạn. Thỏ này thỏ quỷ rồi đó. Thỏ này hóa hành tinh rồi đó chứ chưa phải thỏ bình thường đâu. Vô đây, đi khang đấy bạn ơi. Vô đây. À, để tới hai thằng luôn nè. Đây mình giết các bạn nữ trước. Bạn nữ yếu. Ok, nấm một nè. Bên phải mình còn thằng nữa mình. Hai viên đặt keo. Ui bắn đạn yếu ta. Đặt keo cái đã. Ok, nó chạy qua bên trái mình nè em ơi. Để mình giết cái thằng bắn sai đó, giết cái thằng bắn sai trước cái đó. Đây. Ui, này cứu hả? Ui ơi, mình định giết cái thằng ngoài này mà nó cứu kìa anh em. Ok, giết cái này luôn. Ui rồi, à, cục đá mình có người nè. Mày hai thằng ơi, ui trời ơi. Mày nóc một nè, đặt keo nè, còn hàng cuối anh em ơi, bên trái mình nè. Bụi cỏ, ok, bắn thì mua cỏ. Đấy, cầm ra bắn thôi. Quá đơn giản với Đi Khang, không có gì khó chứ nữa mà. Trời ơi là trời, cầm 1-7 trong tay mà anh em cũng biết rồi đó, biết đẳng cấp thế nào đó anh em ơi. Ấy thì khẩu này thì nó tăng 1 tốc bắn, 2 độ chính xác nha anh em. Đấy, khẩu 1-7 tăng 1 tốc bắn, 2 độ chính xác. Còn nó giảm mà như giảm tốc độ di chuyển hay sao á, hay giảm tốc độ hay đạn, như giảm tốc độ di chuyển nữa mà. Ấy khẩu này như giảm tốc độ di chuyển, nó giống tỷ số giảm, nó giống cái khẩu lôi thủy hỏa nổ anh em. Ui, khỏi lõi lưu đạn anh em thấy mình trời không? Cũng khá là đẹp anh em, quả lựu đạn trộn khá là đẹp, nó có cái khối đi theo quả lựu đạn anh em, nhìn khá là hiệu ứng, khá là đẹp đấy. Ui rồi bạn sống mình rồi. Phóng lựu mini, 1 viên 2 viên nè. Ui 100 máu rồi, à anh em 100 mấy chục máu anh em ơi. Rồi bật Uno thì bạn chết luôn, không có nào sống. Chui Uno bắn nè, 1 viên nè, gà đạn rồi lắp nè. Ui trời ơi, khẩu này tăng một chút bắn rất là phê nha anh em. Ấy theo mình lựa chọn á, khẩu lôi nộ với khẩu thủy nộ, anh em nên chọn khẩu lôi nộ nha. Anh em đi cân 3 cân 4 á, đấy cầm khẩu lôi nộ cân 3 cân 4 rất là dễ luôn. Cầm khẩu thủy nộ anh em bắn nó sao nhưng mà nó không có tăng tốc bắn. Cho nên cái tốc độ xử lý nó cân 3 cân 4 rất là chậm anh em ơi. Ok chứ mạnh của thằng ái chả, nó đặt keo chắc chắn nó bắn bị phóng luôn anh em ơi. Ui rồi nó chạy kìa. Má thằng này mới đâm dù luôn. Nó lướt cái thính xong nó có lượm được cái bệ phóng nó chạy nữa mà. Mình bắn hơi cẩn thận quá, không thôi mình đẩy xuống mình giết nó nãy giờ. À bắn ai bắn nhau thì mình đổi cựu gia nha em ơi. Cựu gia này hình như nó không có, không phải cựu gia, nó là cựu gia thường thôi nhưng mà bắn cái tốc bắn nó hơi chậm một tí. Anh em cầm cựu gia ít á, trời bắn nó nhanh kinh khủng luôn, nhưng mà khẩu này bắn cựu gia thường thôi. Bắn thì bắn ok nhưng mà đam nó mạnh nhưng mà bắn hơi chậm tí. Hai thằng luôn lui đang ngoài bo anh em ơi, không nên nhảy xuống bắn nha. Đang ngoài bo nên chạy vô bo đã. Ok thì thằng chạy thẳng vô bo luôn nè, không có đứng nhiều chuyện với anh em, chạy thẳng vô bo luôn. Trời ơi. Ok ấy, từ chạy thẳng vô bo đâu, chạy cam bo thẳng vô bo chi anh em. Trời ơi, chạy cam bo chứ sao mà giết đường này mới được, giết đường này mình chạy ra mà giết đường này xong mình chạy. Ok, bạn kia chạy à, đồng đội chạy em ơi, đồng đội nó chạy rồi, đồng đội nó chạy bỏ bạn rồi. Ok, chạy bo chiến này mình chạy vô bo thiệt rồi anh em, không có quay mình cam ở đâu. Bắn nhau dưới nè, ghê. Từ để mình lạng xuống đây cái đã, lạng xuống đây coi có tông đường nào không. Ok, núp hết rồi. Ok, chạy vô bo, mình chạy vô cái nhà trong bo nha anh em. Cái nhà đó hình như trong bo, nhà trước mặt mình nè. Ok, chạy vô đây mình cam bo mấy thằng này thôi. Mình cũng có cái UAV mình quét cái là ok, quá ổn luôn á. Thì anh em xem video đến đây rồi, anh em xem video nhớ like thì cũng đăng ký kênh cho Đi Khang nha. Úi trời, xe ổn thế. À, chạy bo nè, một thằng quá thơm. Trời ơi, 16 kill rồi. Thì nhớ like đừng quên đăng ký kênh cho Đi Khang nha, giúp Đi Khang đạt được 92.000 lượt đăng ký nha anh em. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Ấy trời ơi, giúp Đi Khang đạt 100.000 lượt đăng ký, lấy cái nút bạc vậy anh em ơi, lâu quá nữa mà. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Ấy 100k sub Đi Khang sẽ tặng kim cương với lại phát cạc cho anh em rất là nhiều đấy anh em ơi. Ấy anh em hãy ấn like đừng quên đăng ký kênh cho Đi Khang nha. Ấy trời ơi, quay lại trận đấu thôi. Khẩu này bắn toàn vàng nhưng mà đam nó cao lắm anh em ơi. Hay là bắn đam vàng thôi nhưng mà nó mạnh lắm, ui sợ anh em không. Bắn đam vàng nhưng mà đam nó cao lắm, 30 mấy đam thôi. Ba mấy đam mình bắn cỡ 6 viên rồi chết một thằng. 6 viên rồi mình chết một thằng, nó mạnh kinh khủng luôn ấy. Nhưng mà khẩu này nó không có tăng tốc bắn anh em mà. Đấy cái trại gô nhà này cựu gia thường. Đấy nhưng mà mình có xài skin tăng tốc bắn.
Skin này Goya mình đang cầm là skin tăng 2 đóng bắn nha anh em. Ui rồi, full đỏ luôn nè. Khẩu Goya này anh em kéo đầu rồi khỏi nói à. Kéo đầu rất là phê luôn, rất là dễ nữa. Ok, để mình chạy bo đã. Mấy em còn có 8 mua keo anh em ơi. Còn 8 mua keo. Ui rồi, còn 40 mấy viên đang xuống. Đây xuống chưa? Ui, đứng sau lưng mắt. Ê cha, mày căng cái đâu hả? Chơi không chơi không? Đặt keo ở đây anh em ơi. Đây là giết cái này trước đã. Giết cái này cái đã. Ok, gà đạn nè, bắn nè. Tôi thả cái con thằng nè. À, mày chơi. Mày hả mày? Ui đau. Lui về. Gà đạn bên trái mình anh em. 2 viên đặt keo rồi xong mày rồi. Xong rồi. Tao chạy bo trước nha bạn ơi. Ui, còn bao quá keo anh em. Ra đây để mình camo nha anh em. Rồi xong 2 viên không chết, gà dạng bắn tiếp. Ui xong rồi đi khang rồi, xong đi khang. Ui trời ơi, hên quá. Mình không có dám đặt keo nữa mà. Tại vì mình gần hết keo rồi, mình phải tiết kiệm keo. Và đó tí mình chết anh em ơi, tiết kiệm một tí là chết rồi. Còn 30 đạn xuống trường thôi, 30 viên thôi. Ui, một viên đầu. Ui, trời ơi, xong rồi còn 23 viên xuống trường. Cố gắng tận dụng hết anh em à. Ok, đặt keo ở đây để mình giết mấy thằng bên đây trước cái đã. Đây nó đây nó đây nó đây nó đây, 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 đây. Mình sấy giáp luôn anh em ơi, cho chắc anh em ơi. Sấy giáp luôn cho chết chắc anh em à. Chứ anh em sấy đầu hên xui không trúng phí đạn lắm anh em. Anh em còn ui rồi hết đạn rồi anh em à. Còn không viên đạn, quải đạn chứ. Đúng là quải đạn luôn anh em ơi. Thì ok, thì bộ đồ này rất là hiếm anh em à, chưa có ai có đâu, server chưa có ai có đâu. Ok, anh em xem mình xử lý cái pha này nè. Đấy, thì anh em nhớ vào shop đi khai nha anh em. Đấy, vào quay kim cương với lại mua nít giảm giá cực kỳ ngon và bộ rẻ luôn anh em à. Đấy, ok, thì vài bữa sẽ có một cái vlog cực kỳ tấu hài đầu video cho anh em xem luôn. Đấy, bật mí cho anh em như thế thôi, nhưng mà sẽ có một cái vlog đầu game cực kỳ tấu hài luôn, đầu video chứ. Ok, thì Đen Khang còn 2 quả keo với đại hết đại xuống trường rồi. Bây giờ còn 2 lần cuối, anh em xem nhìn cái bờ sông bên đây có cái mép đồi nè. Ok, mình chạy vô cái mép đồi nè. Đấy, anh em xem mình di chuyển cái cách di chuyển mình không cầm xuống trường mà vẫn lấy tấm 1 nha anh em. Đấy, ok, anh em chạy vô gốc cây, đấy, anh em chạy vô bo nha. Đây trước mặt mình nè anh em ơi, mình còn 2 quả keo, mình cứ chạy bắn bình thường, cứ bắn mình thì mình đặt keo thôi anh em. Đây mình ám sát cho mình bắn tầm rừng tầm gần. Ok, đặt keo chạy vô từ từ nè. Đây ở đây trong bo. Hai này chung team anh em ơi. Ok, mình lui xuống cục đá luôn. Ok rồi, góc này ngon rồi, góc này đẹp rồi. Rồi góc này đẹp anh em ơi. Đây nè. Ui trời, vô đây. À đây nè, đẩy tới nè. Ok bắn nè, đặt keo nè. Nóc 1. Ok, còn hàng cuối. Rồi xong rồi. Nhẹ lòng rồi. Đặt cái lửa chạy cho nó an toàn một tí. Vô đây quá đấy. Trời anh em cầu tới 7 thường anh em ơi. À mình mới lừa thôi anh em ra cứu à. Cứu nè. Ui. Không chết. Rồi xong 2 viên 22 kill. Ok, video này kết thúc rồi. Anh em video nhớ like, đừng quên đăng ký kênh của Đen Khang nha. Quá chát nhưng mà cái đấm gì mà 4,000 mấy kim cương, trời ơi 4,000 kim cương. Oh my god luôn anh em, quá cay luôn, thì quá là mắc anh em ơi. Anh em đừng có mua đấm đấm này nha. Thì ok, chúc anh em xem video vui vẻ nha. Nhớ like, đừng quên đăng ký kênh của Đen Khang nha. Vào shop của Đen Khang, lên shop để mô tả và comment cho anh em, ba anh em.